Rồi xin giao lưu anh em một cái phô dúi dán thú nha, rất là đẹp nha anh em. Có hai cái đuôi nè, có hai cái đầu rễ chốt, nó tạo hai cái đuôi rất là đẹp nha anh em. Cây này có hành cái cổ gốc á nha anh em là 60, và có chiều cao 70 và đớ rộng 70 luôn nha anh em. Rồi để mà một cái phô dúi y hệt như một con gì anh em, rất đẹp nha. Cao 70, đế 70 và hành ngay cái cổ gốc là 60 nha anh em. Quay quanh vòng anh em xem. Một tác phẩm dúi dán thú nha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Rất đẹp luôn nha. Một phô dúi dán thú nè. Khá là hay luôn nha anh em. Quay quanh vòng anh em xem. Rất là hay. Rồi anh em nào yêu mến thì giao lưu ủng hộ nha. Chào anh em.